Chó Samoyed giá bao nhiêu? Cách nuôi chó Samoyed hiệu quả Chó Samoyed là dòng thú kiểng được du nhập vào nước ta cách đây khá lâu. Thế nhưng, thời gian gần đây chúng đang trở thành cơn sốt khi nhận được sự ưa chuộng, yêu thích và tìm tòi khá đông đảo từ giới trẻ. Vậy loài vật nuôi này có đặc điểm gì mà lại thu hút như vậy? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây để có cái nhìn rõ nét và hiểu sâu hơn về những chú pet đáng yêu này nhé. Một nguồn gốc chó Samoyed Chó Samoyed là giống chó săn đã được tìm thấy từ vài trăm năm trước tại phía tây bắc Siberia. Chúng được người dân nơi đây nuôi và sử dụng với các mục đích chăn tuần lộc, kéo xe trượt tuyết. Đặc biệt với khu vực quanh năm tuyết phủ ở rừng Taiga thì dùng Samoyed kéo xe là cách duy nhất để khám phá nơi đây. Vào cuối những năm 1800, khi nhà thám hiểm Robert Scott đặt chân đến đây, ông đã bị thuyết phục bởi loài vật nuôi thú vị, xinh đẹp này. Chính vì vậy, ông đã mang về Anh Quốc một vài con để chăm sóc. Kể từ đó, chú chó có bộ lông trắng như tuyết bắt đầu được lai tạo và nhanh chóng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Samoyed đã và đang trở thành một loài pet được giới thượng lưu và những người nuôi chó yêu thích và ưa chuộng. Hai đặc điểm của chó Samoyed. 1. Đặc điểm ngoại hình. Có nguồn gốc từ khu vực có khí hậu lạnh và khắc nghiệt nên Samoyed rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Chúng có thân hình gọn gàng, không đồ sộ như nhiều giống chó xứ lạnh khác. Với cái đầu nhỏ, mũi thính, mõm nhọn, bộ răng sắc bén đã giúp chúng đánh hơi vô cùng chính xác. Tai cún hơi tròn, nhỏ, luôn dựng đứng nhưng lại rất thính. Với bộ lông trắng như tuyết mềm mịn nằm áp sát dưới da đã giúp Samoyed nổi bật hơn hẳn giữa muôn vàn chú chó khác nhau. Lông xù hai lớp nằm áp sát dưới da cũng giúp chúng dễ dàng thích nghi và chống chọi với cái lạnh giá thấu xương của vùng tay gà. Đa số những em cún này có kích thước trung bình nhưng rất gọn gàng, với chiều cao trung bình từ 53-60cm. Trong đó, giống được thường cao khoảng 50 cm với trọng lượng từ 25 đến 30 kg, giống cái có trọng lượng nhỏ hơn chỉ từ 16 20 kg. 2. Màu sắc lông. Không chỉ có màu trắng tuyết đặc trưng, giống chó Samoyed này còn được biết đến với rất nhiều màu lông khác như vàng kem, đen, nâu sữa. Tuy nhiên hiện nay, bộ lông màu trắng vẫn được yêu thích và rất được chuộng, bởi nó mang đến cho người nuôi cảm giác nhẹ nhàng, sạch sẽ, tinh khôi và mềm mại hơn. Ba các loại chó Samoyed thường thấy ở Việt Nam. Trên thế giới hiện có rất nhiều dòng chó Samoyed khác nhau nhưng tại Việt Nam bạn sẽ chỉ thấy được 5 loài phổ biến dưới đây. 1. Chó Samoyed thuần chủng. Samoyed thuần chủng chưa lai tạp với bất kỳ loài chó nào nên chúng vẫn giữ được những nét đặc trưng cơ bản của loài bản địa. Thân hình gọn gàng, cân đối, linh hoạt và rất nhanh nhẹn với chiều cao trung bình từ 50 đến 60 cm và nặng khoảng 16 đến 30 kg khi trưởng thành. Bộ lông có hai lớp sẽ giúp chúng giữ nhiệt hiệu quả và chống trọi dễ dàng trong những môi trường lạnh giá. Đa số Samoyed thuần chủng thường được yêu thích hơn cả và có giá đắt hơn rất nhiều so với chó lai. 2. Chó Samoyed lai Husky Husky và Samoyed đều là hai loài thú cưng khỏe mạnh và nhanh nhẹn nên khi lai chúng với nhau thì thế hệ F1 đều mang những đặc điểm nổi trội của đời bố mẹ. Đặc biệt, sức khỏe của thế hệ F1 cũng vô cùng tốt, dẻo dai, nhanh nhẹn, thông minh với ngoại hình cực chuẩn và mạnh mẽ khi bộ lông hai lớp của chúng dày dặn, mịn và ấm áp hơn. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hai loài năng động, ham chơi này có thể sẽ gây khó khăn trong việc huấn luyện và dạy dỗ. 3. Chó Samoyed like Alaska Bạn yêu thích Alaskan nhưng bạn cũng thích Samoyed, vậy thì sự kết hợp giữa hai dòng sẽ là tạo ra giống chó trong mơ dành cho bạn. Chó Alaska và Samoyed đều có kích thước vừa phải, không quá lớn nên việc lai tạo giữa chúng cũng khá dễ dàng. Thế hệ con lai thừa hưởng đặc điểm của cả bố và mẹ, thường có lông màu đen trắng là chủ đạo, đôi khi cũng có thể ra màu xám hay trộn lẫn. Thế hệ F1 này rất thông minh, đáng yêu và rất thích gần gũi với con người. Với khuôn mặt tròn trịa, cái mũi nhỏ sinh cùng những cử chỉ mũm mĩm đáng yêu nên sự kết hợp này dễ dàng chinh phục trái tim của những người yêu động vật. 4. Samoyed Lai -like với chó ta Chó ta có kích thước nhỏ, lưng thon dài và thường được chăm sóc ở các gia đình Việt. Ngày nay, giống Samoyed cũng đã được lai like tạo với chó ta. Tuy nhiên, chỉ có giống được Samoyed lai like với giống cái ta chứ có rất ít trường hợp ngược lại. Thông thường, những chú chó con lai like sinh ra thường khá giống chó mẹ, chúng mang rất nhiều đặc điểm của mẹ. Vì vậy mà giá cả thường rẻ hơn rất nhiều so với các giống chó lai like khác. 5. Chó Samoyed lai like Nhật Samoyed lai like chó Nhật sẽ là một lựa chọn đáng túi tiền cho bạn. Bởi lẽ, khi kết hợp với những chú chó Akita Nhật Bản dễ thương thì thế hệ F1 ra đời sẽ có đầy đủ phẩm chất và đặc tính tốt của cả bố và mẹ. Đặc biệt, đáng nhắc tới là những em này là rất năng động, thân thiện, đáng yêu và thú vị. Hiện nay, giá bán thường dao động từ 800k 2000k, khá phù hợp với túi tiền của giới trẻ Việt. 5 cách nuôi và chăm sóc chó Samoyed. Ngày nay, việc nuôi thú cưng trở thành một sở thích, một niềm đam mê của rất nhiều người. Trong đó, Chó Samoyed được rất nhiều người ưa chuộng và lựa chọn để trở thành một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một số điểm cần lưu ý khi nuôi và chăm sóc loài động vật đáng yêu này nhé. 1. Giống chó Samoyed ăn gì? Samoyed là loài động vật ăn thịt, tùy thuộc vào từng độ tuổi khác nhau mà bạn có thể bổ sung và phân chia lượng thức ăn sao cho phù hợp. Đặc biệt, để Samoyed có thể phát triển tốt về thể chất và cả năng lực thì bạn nên bổ sung thêm các loại chất dinh dưỡng và protein. Vì vậy mà trong bữa ăn hàng ngày bạn cần bổ sung nhiều thịt, đặc biệt là thịt bò, thịt gà, thịt, gan, phổi heo hoặc cá biển. Đừng quên cho thêm vào phần ăn một chút tinh bột như cơm, cháo, bánh quy và rau củ quả để bổ sung thêm vitamin và những khoáng chất cần thiết cho cơ thể của chúng. Các loại thức ăn hạt, ngũ cốc, thịt viên giàu protein bạn cũng nên mua về để cuốn ăn thay đổi. 2. Cách chăm sóc bộ lông và móng Chăm sóc lông cho chúng như thế nào? Vào những ngày giao mùa, lông chó Samoyed thường có xu hướng bị dụng nên bạn cần lưu ý bổ sung vào khẩu phần ăn của chúng các loại rau củ quả giàu vitamin. Cần cạo lông định kỳ để loại bỏ bọ chết, dẫn và các vi khuẩn giám trên lông, từ đó giúp cún luôn sạch sẽ và phát triển toàn diện hơn. Nên cắt móng như thế nào? Cũng như những giống chó khác, Samoyed cũng có móng và sẽ mọc dài ra theo thời gian. Việc móng dài và cuộn tròn lại sẽ gây đau đớn và xuất hiện các hiện tượng sưng tấy, chảy máu chân trong quá trình di chuyển. Chính vì vậy, bạn nên tiến hành cắt móng theo định kỳ cho chúng một tháng lần để cuốn hoạt động thuận tiện, tránh sự xâm nhập của các loài ấu trùng, vi khuẩn. 3. Vệ sinh tắm rửa Samoyed rất đáng yêu và sạch sẽ nên bạn không cần tắm rửa cho chúng mỗi ngày. Nên tắm theo kế hoạch đã định sẵn như tắm 3 lần một tuần vào mùa hè và một lần tuần vào mùa đông. Trước khi tắm bạn nên chải lông trước phòng khi bị rối. Đồng thời, bôi sữa tắm đặc thù để loại trừ mùi hôi, tạo cảm giác dễ chịu khi ôm và chơi đùa. 4. Phòng bệnh Công việc chăm sóc cho Samoyed cũng không phải là điều dễ dàng bởi phải chú ý rất nhiều về dinh dưỡng lẫn sức khỏe của chó. Điều đặc biệt cần chú ý trong khi nuôi là cần tiêm phòng đầy đủ và đúng giai đoạn. Sau khoảng 2 tháng tuổi bạn nên đem cún đến các cơ sở thú y để tiêm phòng nhằm ngăn chặn các căn bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Ngoài ra, Chó Samoyed thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn, biếng ăn. Trong giai đoạn này bạn không nên cho chúng ăn các thức ăn đặc, cứng như thịt mà nên bổ sung thêm gluco, sữa. Đặc biệt, khả năng sinh sản của Samoyed cũng là vấn đề bạn cần lưu tâm vì khí hậu Việt Nam không thích hợp để chúng sinh sản. Thường thì sau 3 năm thì Samoyed mới để một lứa, mỗi lần 2 đến 3 con. 7 chó Samoyed giá rẻ nhất là bao nhiêu? Chó Samoyed vô cùng đặc biệt, đáng yêu, đẹp và trung thành nên hiện đang thu hút rất nhiều người nuôi và chăm sóc. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nguồn gốc, chủng loại, độ tuổi, màu lông và độ thuần chủng mà chúng có nhiều mức giá khác nhau. Hiện nay, chúng thường thường được bán với các mức giá như sau. Giá từ 1 đến 5 triệu, giống Samoyed giao phối với các chủng khác như chó ta, Husky. Giá từ 70 triệu, giống thuần chủng Việt Nam. Giá 10-20 triệu, giống Sam thuần chủng Thái Lan. Giá từ 30 triệu trở lên, giống thuần chủng, gốc bản địa và được vận chuyển trực tiếp từ các nước Âu Châu như Pháp, Đức hay Nga. Giá bán chó Samoyed lai thường không quá lớn nên rất được người Việt ưa chuộng. 8. Mua, bán chó Samoyed ở đâu tại Hà Nội, thành phố, Hồ Chí Minh Hiện nay, loài chó này rất phổ biến ở Việt Nam và có mặt ở rất nhiều cơ sở thú cưng trên toàn quốc đặc biệt là ở thành phố lớn Hà Nội và thành phố, Hồ Chí Minh. Để mua được Samoyed, bạn nên tìm đến các cơ sở, trang trại, Cửa hàng kinh doanh thú cưng uy tín có nhiều review tích cực từ khách hàng. Đặc biệt, để mua được giống chó tốt bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn về thú cảnh để biết cách chọn lựa phù hợp, đúng tiêu chuẩn. Trên đây là một số thông tin đáng chú ý về giống chó Samoyed thông minh, đáng yêu nhất hành tinh. Hy vọng bạn sẽ sớm chọn cho mình được một người bạn đồng hành lý tưởng.